Sắp tới xíu nữa chúng ta sẽ đến đường Trần Bình Trọng, giao lộ Trần Bình Trọng với Nguyễn Trãi. Nơi đây có cái quán cháo dịch, cháo dịch Thanh Đa, rồi cháo lòng, cháo cá, rất là ngon, rất là nổi tiếng. Cũng là khu dân cư 2A, xóm 2A. Ngày xưa thì bệnh viện Nguyễn Trãi là bệnh viện 7A. Khu vực này cũng có rất là nhiều A mà không hiểu vì sao. Cái con đường Nguyễn Trãi, phố thời trang, một sự náo nhiệt. Thì bên đây là một sự yên tĩnh, không phải yên tĩnh mà là vắng lặng tí. Ngày nay là gallery Quang Chiểu, cái nhà rất là lớn. Cái mỹ quan thì có lẽ nước ngoài, nơi mà cô chú anh chị đang ở thì có lẽ nó sang trọng hơn, nó sạch đẹp hơn. Nhưng mà dù sao Sài Gòn cũng là một cái nơi rất là dễ sống. So thì không bằng các nước khác, nhưng mà tính ra Sài Gòn cũng là nơi sống vui vẻ, thoải mái, và nơi đó có rất là nhiều cái ký ức về tuổi thơ của cô chú anh chị. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn lúc nào cũng luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là giao lộ Cộng Hòa và Nguyễn Trãi năm xưa, và ngày nay là Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Trãi. Thì trước mặt chúng ta đó là đường Nguyễn Văn Cừ, và tiếp tới xíu nữa đó là đường Thành Thái năm xưa, và ngày nay là An Dương Vương. Và khu đó có rất là nhiều trường đại học, như Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học Tự nhiên, và Đại học Sài Gòn. Và theo hướng này chúng ta sẽ đi về chợ Nancy, một cái chợ rất là lâu rồi nhưng mà đã không còn nữa ha. Đó là đổi lấy nữa là những hình ảnh của cây cầu Nguyễn Văn Cừ. Và theo hướng này đó là đường Nguyễn Trãi, một cái con phố rất là nhộn nhịp về đêm. Đó là cái đó người ta gọi là phố thời trang, rất là đông đúc, tấp nập. Thì hành trình hôm nay em sẽ dẫn cô chú anh chị các bạn chúng ta cùng đi dạo một vòng ở con phố này, và để xem ngày hôm nay con phố thời trang của chúng ta so với ngày xưa thì nó có giống như vậy hay không. Rồi, đây chúng ta đợi xíu nữa vắng xe mình sẽ qua đường nha. Bạn này làm đổ nước. Ở đây thì xe cộ lưu lượng rất là đông. Chúng ta qua đường. Nay sẵn dịp đi mua bánh mì, đồ ăn vặt cho này buổi tối, thì em dẫn bà con mình chúng ta cùng đi lang thang ở đây. Do là cái con đường này rất là dài nên thành ra mình sẽ đi bằng xe máy nha. Xe máy thì nó thấy toàn diện hơn những cái khung cảnh này. Chưa thấy những cái hàng quán, ủa những cái xe đẩy bán nón bảo hiểm, rồi bán khăn choàng, bán giày vớ, túi sách, quần áo, cộng thêm những cái shop thời trang, ủa những cái shop quần áo rất là lộng lẫy, đã tạo nên một cái con phố ngày hôm nay. Và con phố này
nhà nước đã công nhận đó là con phố thời gian. Và bên tay trái chúng ta đó là đường Nguyễn Biểu đi về cầu Chữ Y, và bên phải thì đó là trường ngày xưa là trường Bác Ái đó, ngày nay thì sau nhiều lần đổi tên thì đó là trường Đại học Sài Gòn. Và chúng ta thấy có những cái sạp bánh trung thu đó, mình nhìn thấy mọi người đi mua quần áo rồi đi mua giày dép. Xích tới xíu nữa chúng ta sẽ đến đường Trần Bình Trọng, giao lộ Trần Bình Trọng với Nguyễn Trãi. Nơi đây có cái quán cháo dịch, cháo dịch Thanh Đa, rồi cháo lòng, cháo cá rất là ngon, rất là nổi tiếng. Xen lẫn những người bán quần áo thì chúng ta thấy có những cái xe đẩy bán hàng rong, hộp dịch lộn, hộp dịch dừa. Rồi, chúng ta vừa qua cái giao lộ Trần Bình Trọng và Nguyễn Biểu. Thì hôm nay, Trần Bình Trọng và Nguyễn Trãi. Thì hôm nay thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị muốn xem lại cái con phố Nguyễn Trãi này ngày hôm nay nó như thế nào. Thì hôm nay sẵn dịp đi rồi em quay lại một số hình ảnh gửi bà con mình xem ở đây nó như thế nào ha. Và nơi đây là khu vực chợ Bào Sen, khu vực chợ Bào Sen đó, quần áo 50.000 một bộ, áo màu mè ha, áo hình trái chuối, hình hình bông đó, 50.000 một bộ đó, với cái giá rất là mềm, còn chất lượng thì có lẽ tiền nào của nấy thôi. Nhưng mà ở đây có shop đồ lính nè, rất là nổi tiếng. Nhưng mà với cái giá ví dụ như 50.000 mà chúng ta đi mua vải về và may thì không được ha. Ở đây có cái quán nước sâm rất là đông đúc, ngày xưa thì rất là ngon, nhưng mà không biết bây giờ như thế nào. Chúng ta tiếp tục đi trên đường Nguyễn Trãi nha. Bây giờ đi ngoài đường quay phim giờ trở thành cái thói quen luôn rồi, nên cô chú anh chị thông cảm, đi tới đâu cũng cầm máy quay và bấm nút rồi gửi đến cho bà con xem những hình ảnh giống như là chúng ta đang ở Sài Gòn vậy đó. Truyền hình trực tiếp mỗi ngày cập nhật một ít. Và nơi đây có cái tiệm bánh ABC, bán mùa này bán bánh trung thu rồi, cũng gần hết trung thu rồi đó. Mình nhìn thấy những cái shop quần áo nè ở ngoài đường rất là nhiều luôn, rồi giày dép rất là đông đúc tấp nập. Chính vì sự đông đúc tấp nập đó đã tạo cho một cái khu này có một cái giá trị rất là cao về nhà cửa, và không có một căn nào trống để cho thuê. Hầu như khu vực này giá rất là cao. Ở đây có shop sóng nhạc này, shop rất là lớn. Và đối diện shop sóng nhạc có một cái tiệm thuốc đông y, đó là tiệm thuốc Vĩnh Xuân. Các bạn thấy tiệm Vĩnh Xuân ban ngày thì bán, ban đêm thì nghỉ ha. Ngoài đây thì âm thanh rất là ồn ào náo nhiệt. Ở ngoài quận nhất cũng có một cái khu rất là náo nhiệt, âm thanh rất là ồn ào, đó là phố Tây.
Còn quận 5 này thì có khu này rất là ồn ào và náo nhiệt, chỉ có một cái đoạn từ Nguyễn Văn Cừ cho đến An Bình, Trần Phú, cũng là Nguyễn Hoàng ngày xưa đó. Đây là giao lộ Bùi Hữu Nghĩa và Nguyễn Trãi. Để hôm nào em đi con đường Bùi Hữu Nghĩa về đêm cho các anh chị các bạn xem ha, cập nhật hình ảnh về con phố Bùi Hữu Nghĩa ngày hôm nay như thế nào. Và khu vực này có quán phở rất là đông, mà lần nào đi ngang thì em cũng có chia sẻ, đó là quán phở Lệ. Phở Lệ nằm ở số 413-415 Nguyễn Trãi. Và khu vực này cũng là khu dân cư 2A, xóm 2A. Ngày xưa thì bệnh viện Nguyễn Trãi là bệnh viện 7A. Khu vực này cũng có rất là nhiều A mà không hiểu vì sao, không hiểu A là như thế nào. Đó, bên đây là 438 Nguyễn Trãi. Khu này như cái mũi tàu vậy đó. Và chúng ta sẽ kết thúc cái video đi cung đường Nguyễn Trãi, phố Thời Trang. Chúng ta sẽ quẹo qua cái đường Nguyễn Hoàng để đi về nhà nha. Để hồi đi mua bánh mì mà lâu quá mà sẽ bị réo gọi. Và chúng ta quẹo qua đây là đường Nguyễn Hoàng và Trần Phú năm ngày nay, Nguyễn Hoàng ngày xưa. Và chúng ta sẽ dừng lại để mình nhìn ngắm lại cái hình ảnh con đường Nguyễn Hoàng ngày hôm nay. Nó sẽ trái ngược với cái con đường Nguyễn Trãi, phố Thời Trang. Một sự náo nhiệt thì bên đây là một sự yên tĩnh. Không phải yên tĩnh mà là vắng lặng tí. Bên kia là điểm kinh doanh Hoa Kiển. Và tới có cái trường Trần Quốc Toản. Rồi mình sẽ đi một đoạn nữa ha, đường Trần Phú, đi đến giao lộ ngã 6 Cộng Hòa đi. Sẵn đây thì em dẫn bà con mình cùng đi chơi luôn. Cô chú anh chị các bạn khoan chuyển kênh nha, chúng ta tiếp tục để xem cái đoạn Nguyễn Hoàng này về đêm như thế nào. Nguyễn Hoàng thì cũng là con đường ngắn thôi, nối từ Nguyễn Duy Dương, khu vực nhà tang lễ cho đến ngã 6 Cộng Hòa. Và thông qua những cái video này thì em cũng xin gửi lời chúc đến cô chú anh chị và các bạn, chúc cho bà con mình luôn vui vẻ và thật nhiều sức khỏe để hàng ngày khi đi làm về và chúng ta bật TV lên và xem Vinh Lâm TV. Nếu mà cô Tuyết xem 2 phút mà bị ngưng thì đó là do chất lượng mạng, mạng yếu hoặc là sự cố gì đó nên nó sẽ bị đứng một xíu và nó lót xíu rồi sẽ play tiếp. Bên tay phải chúng ta đó là đường Thành Thái và chúng ta vừa qua rồi đó. Với cái đặc trưng của con đường Nguyễn Hoàng này thì chúng ta thấy những cái hàng
hàng tranh, những cái cửa hàng bán tranh rất là nhiều, không biết có từ bao giờ rồi, nhưng mà em thấy cái đặc trưng của cái đoạn này, của con đường này đã rất là lâu rồi. Và theo lời chia sẻ của cô chú anh chị thì ngày xưa con đường này có rất là nhiều cái gara ô tô, và hôm nay mình cùng nhìn lại cái căn nhà số 177 của cô Kheo Lê đó, ngày nay là gallery Quang Chiểu, cái nhà rất là lớn. Rồi chúng ta tiếp tục nha, đi một đoạn nữa là cũng gần đến cái ngã sáu Cộng Hòa rồi, ngã sáu Nguyễn Văn Cừ ngày nay đó, ngày xưa là Cộng Hòa, rồi Hồng Thập Tự, Vui Buôn Hoa, và chúng ta đây là giao lộ Lê Hồng Phong và Trần Phú. Với con đường này thì không có nhiều hàng quán ăn uống, không phải chuyên về ăn uống, nên chúng ta thấy có những cái cửa hàng đã đóng cửa, và còn lại là những cái shop bán tranh thôi. Ở Sài Gòn thì muốn ăn cái gì cũng rất là tiện. Mở mắt ra là có quán hủ tiếu, có bánh mì, có phở, có đủ thứ hết. Nhưng mà ở nước ngoài thì những cái này chắc không có nhiều. Và so với cái mỹ quan thì có lẽ nước ngoài, nơi mà cô chú anh chị đang ở thì có lẽ nó sang trọng hơn, nó sạch đẹp hơn. Nhưng mà dù sao Sài Gòn cũng là một cái nơi rất là dễ sống. So thì không bằng các nước khác, nhưng mà tính ra Sài Gòn cũng là nơi sống vui vẻ, thoải mái, và nơi đó có rất là nhiều cái ký ức về tuổi thơ của cô chú anh chị, nơi mà chúng ta đã có một thời gian gắn bó, và vì một lý do nào đó chúng ta không còn ở. Và nơi đây là cái hẻm số số 4, hẻm số 4 Hùng Vương. Con hẻm rất là tối, và buổi tối đóng cửa. Và khu này có rất là nhiều biệt thự, những biệt thự đó bây giờ là những cái quán cà phê, những cái quán ăn. Khu vực số 3, số 5 Trần Phú này, và đây là cái một trong những quán nè, số 1 Trần Phú là quán nhậu. Rồi video cũng đã dài, chắc em xin tạm dừng cái video tại đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo, một số hình ảnh về con phố thời trang cũng như con đường Trần Phú, Nguyễn Hoàng năm xưa về đêm, để chúng ta có dịp mình lại cập nhật số hình ảnh về Sài Gòn ngày nay. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn.